Jin, BTS, hầu hết mọi người không muốn làm bạn với chúng tôi vì cảm thấy áp lực. Lời chia sẻ của Jin, BTS, mới đây khiến nhiều người hâm mộ phải rơi lệ. Vừa qua, Jin, BTS, đã trở thành khách mời trong show My Uncle Diary của Lee Sang Ji. Xuyên suốt chương trình, cả hai đã trò chuyện về các chủ đề khác nhau trong cuộc sống và cả ký ức tuổi thơ, sự thành công và những khó khăn hiện tại. Đặc biệt, Jin, BTS, còn gây bất ngờ khi tiết lộ. Tôi hơi bị thiếu kỹ năng xã hội, vì tôi bắt đầu làm thực tập sinh từ năm 19 tuổi nên kể từ khi đó tôi không có nhiều bạn bè. Nếu bạn nhìn vào danh sách liên lạc trên điện thoại của tôi, có thể thấy tôi có ít hơn 10 người bạn là người nổi tiếng. Hầu hết mọi người không muốn làm bạn với chúng tôi vì họ cảm thấy áp lực. Đây không phải là lần đầu tiên Jin, BTS, nhắc đến việc đời sống thay đổi sau khi trở thành người nổi tiếng. Trước đó trong chương trình Break the Silence, anh từng chia sẻ, tôi vốn dĩ không thay đổi nhưng bạn bè lại cảm thấy bất tiện khi ở bên tôi. Tôi đã mất rất nhiều người xung quanh mình. Đối với Kim Seok Jin, tên của Jin không có nhiều sự thay đổi và tôi đang có một cuộc sống thực sự hạnh phúc. Nhưng với tư cách là Jin của BTS, cuộc sống có lẽ có đôi chút khó khăn. Hay như thành viên Suga, BTS, cũng từng cho biết anh cảm thấy ghen tị với những người có thể đi ăn uống, đi du lịch và đi xem phim với bạn bè. Những việc thế này hoàn toàn không dễ dàng thế nên chúng thật sự đặc biệt đối với tôi. Một số thành viên có thể thoải mái đi gặp bạn bè nhưng tôi thì không vì tôi không có nhiều bạn. Nguồn: Korea Bu.